Sáng nay ngày 6 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghe báo cáo phương án kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2024-2025. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6. Tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức một hội đồng thi gồm 78 điểm thi với khoảng 1.700 phòng thi. Năm nay, Thanh Hóa có gần 38.800 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 2.200 thí sinh so với năm 2023. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và lớp 10 trung học phổ thông dân tộc nội trú năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6. Toàn tỉnh có trên 46.000 thí sinh dự thi tại 89 hội đồng thi. Các thí sinh dự thi vào trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh hoặc Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lặc sẽ dự thi tập trung tại trường. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo thi và các ngành địa phương đã thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, việc bảo đảm nguồn điện cũng như hoạt động tình nguyện hỗ trợ thí sinh dự thi. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng, trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan bám sát phương án kế hoạch chỉ đạo của tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai tốt nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo từ nay đến ngày mùng 8 tháng 6 ra soát lại tất cả các điểm thi, đảm bảo tốt điều kiện cho thí sinh dự thi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các hội đồng thi hạn chế tối đa sai sót, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phát hiện việc sử dụng công nghệ cao gian lận thi cử, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm quy chế thi, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo 4 đúng 3 không của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.